Các bé ơi, hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về chủ đề các hiện tượng tự nhiên nhé. Sau đây, cô mời tất cả các bé hãy cùng lắng nghe và đọc theo cô nhé. Nhiều gió. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là windy, 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 windy. Có sương mù. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là foggy, 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 foggy. Có nắng. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là sunny, 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 sunny. Mặt trời. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là sun, 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 sun. Có mưa. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là rainy, 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 rainy. Có bão. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là stormy, 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 stormy. Lạnh giá, giá rét. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là frosty, 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 frosty. Lũ lụt. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là flood, 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 flood. Cầu vồng. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là rainbow, 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 rainbow.
sấm sét. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là thunder. 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 Tia chớp. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là lightning. 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 Lốc xoáy. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là tornado. 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 Trăng và sao. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là moon and star. Moon and star. Moon and star. Moon and star. Bờ biển. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là beach. 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 Sóng biển. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là wave. 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 Núi lửa. Tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là volcano. 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 Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!